cuộc thi tiếng hát Miss Home lần thứ nhất năm 2014, buổi thi thứ 7 của vòng sơ tuyển. Chào đón tất cả các bạn thí sinh của tuần thứ 7 và không quên giới thiệu đến tất cả các bạn và thành phần ban giám khảo ngày hôm nay. Nhạc sĩ ca sĩ Nguyễn Minh Anh, nữ ca sĩ Khánh Lo, nữ ca sĩ Duy Trang. Và không quên chào đón 20 thí sinh ngày hôm nay. Chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón 20 thí sinh ngày hôm nay. Phần trình diễn phải nói là tương đối là thành công của bạn. Có một số chỗ là em hát sai lời. Rất là tự tin ha. Cho phép Khánh Loan được gửi đến tất cả quý vị đang theo dõi cuộc thi tuyển giọng ca trẻ tại Swiss Home của ca sĩ Uyên Trang. Hôm nay Khánh Loan cũng rất là vinh dự được trở lại ngồi ở vị trí ban giám khảo để được xem các bạn thí sinh diễn những cái ca khúc mình yêu thích để đem đến cho cuộc thi có phần sôi động. Nhưng mà cũng bên cạnh thì Khánh Loan cũng xin được góp ý một số khuyết điểm của các bạn trong cái buổi thi ngày hôm nay. Chẳng hạn như có những bạn thì hát rất là tốt nhưng mà là trang phục thì lại không chỉnh chu. Tất cả mọi thứ khi chúng ta trình diễn một ca khúc bất cứ ở đâu thì ánh nhìn của tất cả mọi người ở mọi phía đều nhìn chúng ta. Thành ra các em nên cố gắng tập cho mình có thói quen điệu lên một tí. Điệu thì mới làm nghệ sĩ được. Giọng của em rất truyền cảm và em giữ cái cột hơi rất là tốt. Có một số bạn thì lên thi mà quên lời, không có nhớ lời mình hát mà còn cầm cái điện thoại ra coi nữa. Thứ nhất là mình không có tôn trọng người nghe, và thứ hai là không có tôn trọng ban giám khảo. Mấy bạn phải tự chỉnh chu, và khi mà tới dự một cuộc thi thì mình phải luyện tập đàng hoàng. Bên cạnh đó thì cũng có một số bạn thi rất tốt, ăn mặc trang phục cũng rất là chỉnh tề. Thì những cái bạn như thế thì ban giám khảo sẽ cộng thêm điểm. Hay là mình cứ chấp theo nhau đi em. Sẽ cộng thêm điểm cho em là dù âm thanh có bị hư mà em vẫn hát được, em quá hay. Câu trả lời chắc em biết nữa, sao hỏi anh làm chi em với. Hôm nay mình trình bày ca khúc Về Quê. Người quê ta bánh thà bánh nướng, nơi thọ vừa đồng sẽ trái ngon. Mình là người Phan Thiết cho nên là giọng nam khi mà trình bày ca khúc Bắc thì có một chút khó khăn, và ban giám khảo cũng đã nhận xét nhiệt tình. Số điểm hôm nay mình đạt được thì cũng khá là tốt. Giọng này có cái độ khàn và độ nền rất tốt. Khánh Loan chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe để mà luôn tự tin trình diễn những ca khúc thi trong những cái thời gian sắp tới. Chúc cho các bạn ở vòng sau sẽ thi tốt hơn. Yeah.
tối buồn.